nhảy nhảy là gãy cánh nha, mày cũng chết chắc rồi, toàn di chuyển đấy. Đường Ngân Vũ người ta bẫy mình bắn. Lao xuống, rồi đứng, đứng cắt lòng con găng tay. Xuống này. Thèm xuống lắm rồi. Úi ơi, rết một con. Dính đi anh em. Một chảo rồi. Má đang bậy cái thằng ông nồi nào thật. Ui mà con đi xuống nó đấu à. Ui ui. Ui ui con cái này nó đấu nè. Ê yên 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 con bay chưa. Đâu rồi ta. Đâu xe 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 luôn. Đang đứng rồi. Từ từ đó rồi. Cái lồng rồi ta. Biết cái thằng nào mẹ nó gọi lâu thật. Đâu rồi ta. Đâu cái lồng nhỉ. Ui cái con bên này nó xuống đâu xe 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 cánh này. Con này con trong 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 nào. Bốn con nó về định nó về cái bầy luôn. À, là con truyền. Ôi uổng thật. Lớp rung này, rung này. Úi ơi. Rung nè. Rung nè. Đã xuống gần quẹt vào tí xẹo xuống. Ui này con mày nó đóng ghê thật. Đang đem máy vào đây đâu mày. Đâu rồi. Nó bây giờ không vô ha. Đóng rồi con đi mẹ bây giờ quá trời nè. Mày nó bây giờ trên. Nó nghe tiếng chim sẻ. Nhạy nhảy. Ui giời nó bu nè. Ui trời ơi nó bay đá. Ui giời chơi nhiều nhiều. Vây rồi mẹ mười mấy con. Xuống mười mấy con nó vây lòng quá mà. Một con. Ôi rồi. Ưu sư khỏe là hiếu. Dộm. Ôi dồi.